Vâng, kính chào quý vị và chào Xuân Phương với chương trình Thế Giới Đường Qua. Hôm nay là một ngày cũng rất là đặc biệt bởi vì là mọi anh em trong đài và chạy tơi tả từ đây với lại Discovery Green, chạy qua chạy lại, rốt cục mình không biết là mình đang ở đâu luôn. Nhưng mà hôm nay là coi như là Xuân Phương là nguyên ngày hôm nay là coi như trụ trong này, là không biết là tả tơi chưa? Xuân Phương nghĩ không có là gì so với mấy anh em ở ngoài, bởi vì đặc biệt hôm nay là trời lại rất là lạnh. Đúng rồi. Nghĩ tới thì cũng thấy tội nghiệp, nhưng mà thôi mình cũng phải giữ chùa. Vâng, kính thưa quý vị, để chúng tôi cũng trở lại chương trình Thế Giới Đường Qua với một chút. Hôm nay đặc biệt chúng tôi cũng dành một chút thời gian bởi vì là ngày thứ bảy sẽ là ngày hội chợ Tết tại Discovery Green. Chúng tôi đang nói ngày hôm nay bởi vì là ngày thứ sáu chương trình được khi mà chạy lại ngày thứ bảy đó, thì quý vị nhớ là ngày thứ sáu là cái ngày mà nào là nhiệt độ có 30 độ, rồi khi mà ra ngoài đường đó là xe nước nó đóng đá lại, rồi một số các em nhỏ là trường học là bảo là đóng cửa, đúng cho rồi, ở nhà đúng. Một số nơi sở làm cũng cho ở nhà luôn. Trong khi đó thì mấy anh em trong đài sở BUN thì không có, quý vị mình mới đi làm, mà chưa kể là còn nguyên ngày hôm nay từ sáng sớm là phải đi pick up những cái tứ từ lặt vặt này, là cái này là nhẹ nhất. Cái poster đằng sau này, cái poster này là quý vị sẽ thấy là sẽ dăng ba bốn nơi khác nhau. Nó là một, có cái schedules, có cái map và có những cái list của những cái gian hàng. Giống như là quý vị vô trong Galleria Mall đó, thường là quý vị cũng thấy cái listing rồi cái map. Không được gọi là to đẹp và có đèn như là trong Macy hoặc là trong Galleria, nhưng mà sẽ có một cái bảng như thế này để mà hướng dẫn quý vị, cũng như là sẽ có một rất là đông các anh em thiện nguyện viên để mà khắp mọi nơi đó là quý vị có thể hỏi, để mà có bất cứ cái câu hỏi nào. Thì thật sự là một cái ngày thứ sáu là một ngày rất là gọi là icy and cold, lạnh đó mà đá, nhưng mà phải nói là đó là một cái thử thách để cho một cái ngày thứ bảy rất là đẹp trời, bởi vì theo dự báo thời tiết cứ từ tuần trước cho đến sát ngày bây giờ đó, thì mời Xuân Thương cho biết dự báo thời tiết ngày mai nó ra sao là ngày thứ bảy. Vâng, kính thưa quý vị, ngày thứ bảy thì như quý vị Xuân Phương đã nói rồi đó quý vị, đó là ngày mà chúng ta sẽ giống như là hình như ông trời cũng muốn tham dự lễ Tết tại Houston 2014 với BQN, với tất cả các quý vị. Bởi vì quý vị thấy là những ngày trước đó thì trời vừa mưa vừa lạnh mà âm u nữa, nhưng mà ngay vào ngày thứ bảy thì trời bắt đầu trở trời liền. Trời tuy còn vài đám mây nhưng mà vẫn có nắng và nhiệt độ tăng lên rất là nhiều. Thứ sáu chúng ta trong ngày chỉ lên chưa đến 40 độ, nhưng mà qua đến thứ bảy đó thì chúng ta lên được tới 63-65 độ, nghĩa là một cái sự thay đổi rất là lớn, và đặc biệt là không có gió nam, nghĩa là không có lạnh như vào hôm thứ sáu, nghĩa là khác hẳn từ ngày hôm trước qua ngày hôm sau. Vâng, cho nên là quý vị rất yên tâm, ngày thứ bảy sẽ là một ngày rất đẹp trời để quý vị đi hội chợ Tết ở tại Discovery Green Downtown Houston. Và bây giờ đó thì chúng tôi nói đến những cái một cái sự rất là mầu nhiệm. Tại vì cái thời tiết quý vị thấy là đang lạnh mà thay đổi như vậy, đó là một cái điều rất là vui. Cũng như là quý vị thấy là hôm nay đó thiệt là nhiệt độ là toàn là quý vị thấy là 30 thôi. Đúng. Là nhiệt độ mà quý vị đi đầu ngày là còn thấy đầu đống đá, mà để mà qua ngày hôm sau là lên 60 đó, là cái ngày mà vừa lành lạnh mát mát. Mà nó lại làm cho mình một cái cảm giác đó giống như là cái đêm hôm nay là đêm 30 đó, xong không? Mà đêm như thì thật sự đó, thường lúc nào cũng hay lạnh. Mà cái làm cái cảm giác mình nó Tết hơn nữa. Cái Tết hơn bởi vì cái lạnh của cái Tết của mình ở hải ngoại này. Ở Việt Nam thì thật sự là 30 thì đâu có lạnh, đúng không? Nhưng bên này mình ở mấy chục năm nay thì mình cảm thấy là Tết nào cũng lạnh hết trơn. Nhưng mà thì thật sự đó là một cái rất là may mắn quý vị, bởi vì đặc biệt là trời cũng sẽ khô ráo, không có mưa như ngày thứ sáu nữa. Thì rất mong là quý vị sẽ đến chung vui trong cái trời đẹp như vậy, chung vui với tất cả mọi người trong một cái buổi lễ Tết mà để đem chúng ta, như anh Quốc Bình nói, trở về cái không khí Tết. Tuy là ở Việt Nam Tết không có lạnh, nhưng mà
Tết trong ngày thứ bảy cũng sẽ mát giống như chắc Tết Đà Lạt hả cô? Đúng rồi, và nó rất hải ngoại. Rất hải ngoại bởi vì đêm 30 Tết, hôm nay chúng ta nó như là đêm 30 Tết cho nên rất là Tết, để mà ngày mai quý vị sẵn sàng với một cái hội chợ Tết rất là tưng bừng. Phải nói là hôm nay chúng tôi đi xuống downtown cũng như là những cái đồ lặt vặt, những cái đồ lớn mà phải cần set up, phải dựng lên, đó là hôm nay là dựng xong hết. Bây giờ chắc là mời quý vị coi vài hình ảnh nóng lắm á, từ Discovery Green gửi về. Chúng tôi phải nói là đây, người Việt Nam chúng ta là hôm nay phải nói là cảm ơn anh Văn nè, có Dũng nè, có anh Liêm nè, có anh Hải, chị Chi, có cô chú Phạm Thông, có Toàn, có chị Hồng. Thấy Việt Nam mình nó coi như là đi đâu cũng đi rất là đông đảo, mà chỉ có mấy cái món nhìn thì nó cứ bị nhìn vậy chứ mình sợ lắm, cứ đụng vô cái món nào nó cũng nặng hết. Mà trong khi mấy người mà họ sẽ đắp lều, mấy người mẹ đó, ôi cha, coi như là một người họ bằng bốn người mình. Cho nên quý vị nhìn là người của đài BUN bốn người vậy chứ. Đi cho nhiều cho ai vậy chứ. Nhưng mà tôi muốn thấy cái xe bự quá, có nghĩa là phải có nhiều ở trong đó chứ. Bữa nay là chúng tôi lái một chiếc xe U-Haul mà quý vị tưởng tượng, chúng tôi cảm tưởng cho mình lái xe 18 bánh á, mà nó to, mà nó vĩ đại luôn, là mình đi đâu là mình thấy mình nghênh ngang, mà cũng sợ quá tại vì xe nó to mà chở không hết đồ. Cho nên quý vị thấy là cái hội chợ này là cái hội chợ được chuẩn bị rất là đặc biệt, để mà là rất là nhiều cái sự chuẩn bị. Để mà quý vị thấy là bình thường mình chỉ đi cái xe van của mình chở đồ thôi, mà bữa nay mà quý vị thấy là cả một cái xe U-Haul mà 26 feet á, trời, mà chở không hết đồ. Quý vị thấy là đây là những cái hình ảnh mà ráp là cái cổng tam quan. Ngày mai quý vị sẽ thấy rất cái sự hoàn chỉnh của cổng tam quan, có mái, có cổng vào và có mai, có đào. Đây chị Hồng và chị Chi gần trên 20 cây mai, cây đào để mà trang trí ở cổng tam quan và trên sân khấu, cho nên là cộng thêm lại những chậu cúc nữa thì quý vị sẽ thấy là sân khấu sẽ là rực rỡ lắm. Rồi, quý vị thấy là Xuân Phương nãy giờ nhìn thấy thì hình như có nhiều thợ vịnh lắm. Bởi vì thật sự quý vị không phải là những người đó không chỉ thích làm thợ vịnh, nhưng mà thật sự rằng ngay cả thang đó cũng không phải là có liền một lúc bốn cái thang cho bốn người leo được. Cái gì được, nó cũng hạn chế hết. Người Việt Nam mình cẩn thận lắm, với lại thường là chúng tôi cũng phải sợ là bảo hiểm nữa. Tại vì là cứ một người leo phải có hai người vịn chứ không thôi là như bên mấy người mẹ đó, họ cứ leo phẳng phẳng họ leo lên. Đúng rồi. Nhưng mà mình leo lên cao quá cũng hơi quý quý. Bởi vì quý vị thấy là thật sự là đây không phải là những cái chuyện mà mình làm thường. Thành ra giống như là lâu lâu mới làm, thành ra mỗi lần làm là một cái học những kinh nghiệm. Xuân Phương nghe nói rằng hình như cái cổng tam quan của mình hình như là để lên rồi lấy xuống rồi để lên, không? Đừng có nói. Đáng lẽ là làm rất là chuyên nghiệp là chỉ 1, 2, 3 là dựng lên là xong. Đây là đưa lên là ướm xong xuống ướm. Có vẻ đấy là cái sự cố gắng của tất cả các anh em trong đài để mà muốn chu toàn. Muốn gửi đến quý vị một cái Tết thật là hoàn mỹ, nghĩa là mọi việc từ những cái chi tiết, từ cành mai, cành đào cho đến một cái cổng tam quan, thì tất cả những cái chi tiết nhỏ đó nó mới tạo cho chúng ta được một cái không khí Tết thật là lớn, thật là vui. Vâng, quý vị sẽ bây giờ đó là chưa có set up gì xong hết mà những người mà quan khách qua lại á là họ đã xôn xao rồi. Ôi cái này cái gì vui thế, chưa có gì hết mà họ đã vui thế. Thật sự ra là nó làm một cái sự sôi động, mà chúng tôi biết là đài 11 đó vừa mới làm một cái phóng sự đặc biệt về một cái cuộc thi ăn phở. Và quý vị sẽ được thấy những cái báo đài Mỹ á, họ thường báo đài Mỹ đó họ chú trọng vào một cái khía cạnh nào đó. Chẳng như là một cái tờ báo chuyên về fashion á, thì họ không có để ý chuyện ăn phở, chẳng để ý về chuyện cá, họ chỉ để ý cái phần mà 7 giờ đó, cái phần mà fashion show trình diễn. Fashion show lần này trình diễn đó thì cũng có một số những cái chương trình mà có những cái loạt hàng mạ quần áo của cô Diane về giới trẻ. Và đương nhiên là quý vị cũng thấy là cái sự đặc biệt là fashion show phải có người design chứ không phải là mình tự mặc đó. Thì có anh Quốc Việt, Quốc Việt thì cũng quý vị thấy cũng có hát một số bài hát trên làn sóng, và cũng như là anh ra trường và cũng như được thực tập cũng như là đi làm việc ở Houston lên New York trong những cái show mà trình diễn. Và mình đặc biệt lần này anh có nhiều loại áo, nhưng mà nó đặc biệt là phải trình diễn áo dài. Cho nên sẽ có một loạt áo dài, mà áo dài này là áo dài có signature, là áo dài của designer chứ không phải là áo dài mình mua đại đó. Cho nên là bên fashion magazine á, họ rất để ý, họ thích như vậy.
Vâng, thì quý vị cũng nhớ là Quốc Việt có lên show Gốc Tím một lần, thì thật sự là Xuân Phương có được xem những cái áo dài mà anh đem lên. Lúc đó là chỉ là sinh viên mới ra trường thôi quý vị, nhưng mà thật sự là những cái cách mà cái kiểu cách và cái cách mà lựa vải, phối hợp những cái màu vải của Quốc Việt rất là đặc biệt, độc đáo. Và bây giờ sau 1 2 năm mà tu nghiệp ở New York về thì thật sự Xuân Phương rất là gọi là excited, muốn coi coi có những cái kiểu mẫu gì mới. Sẽ rất là độc đáo, bởi vì là lần này Quốc Việt đòi hỏi, mà quý vị thấy là nói là những cái áo dài của Quốc Việt đó là phải đòi hỏi những cô mà 5 feet 7 trở lên đó, cho nên đó là Mà chúng nhưng mà tôi có mang không, đó là chưa tính guốc, chưa guốc. tính guốc, cho nên là nói thiệt đó là lần này là chúng tôi phải nhờ qua một cái người mà ông Jeff Self của và anh Việt Hoàng của Yellow Magazine để mà họ họ đem những cái người model chuyên nghiệp của họ vô, và những người model này thì đạt tiêu chuẩn của model đó đó, và khi mà họ kết hợp vô là những người này, những cái người công ty model mà nổi tiếng mà nghe đến tên đó, những cái báo chí magazine họ 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 biết liền, tới. cho nên nó anchor một cái fashion show lên rất là đặc biệt. Bên cạnh đó thì Diane của Labo Collection cũng sẽ có cái trình diễn cái phần đặc biệt về những cái quần áo của giới trẻ và mùa xuân mình đang lạnh, nhưng mà thật sự mình đang là mùa Đúng spring rồi. đó, cho nên đó là những cái màu sắc đó đó quý vị sẽ thấy là 7 giờ của 7 giờ chiều của ngày thứ bảy 25 tháng giêng, và chúng tôi xin trở lại quý vị sau phần quảng cáo giới thiệu thêm quý vị một số độc đắc và cũng như những hướng dẫn về chỉ đường của quý vị.